Thông tin khẩn cấp về cơn bão số 2. Chiều nay ngày 12 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là Koguma. 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày 13 tháng 6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 107,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 10. Do tác động của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 2 đang hoạt động mạnh, nên vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo xuất hiện gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trên đất liền Bà Rịa Vũng Tàu, đêm nay và trưa chiều mai xuất hiện mưa rào và dông rải rác nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Tại thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, đề phòng có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió tây nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động trong cơn dông. Tại Vũng Tàu ngày 13 tháng 6 năm 2021, mực nước cao nhất 345 cm xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút, thấp nhất 35 cm xuất hiện lúc 21 giờ 45 phút.